King Queen là ba chục, ok. Tường là mắc sạch, công trình phòng thủ mắc sạch. Đây, và mình phải để lại dừng lại cho anh em ngắm, không anh em lại bảo có vấn đề gì đây. Chấp spell nha. Vâng, đánh là quá khét rồi, chấp tướng và chấp spell. Ui, kinh kinh hồn, kinh hồn. Nên là đừng có tiếc gì lượt like share chia sẻ anh em nha. Và bạn nào tha hôn 8 vâng, áp dụng ngay combo này đi trước khi party visa nó bay màu nha. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một video về Tha Hôn 8. Và combo Tha Hôn 8 rất đặc biệt, đó chính là nó clear được Tha Hôn 9 max cấp độ. Ok. Và đây là một arc của bạn Hoàng Trần. Rất hay về combo này. 4 cung, 6 ôm bom, 10 Party Wizards, 2 PK, 8 Valkyrie, 1 Ice Golem. Spell đó chính là hai hồi máu, một Ray, một Poison với cả là một băng. Lính thủ các bạn thì là Bloon. Thì cái combo này tại sao lại cứng vậy? Chúng ta hãy cùng khám phá trước những trận thi đấu clear nhà chính Tha Hôn 8. Ở những video trước mình đã có làm một cái cho các bạn về cái combo là Valkyrie với cả là Wizards thì clear cũng clear Tha Hôn 9. Nhưng đây chúng ta cùng xem combo này là clear thả thính Tha Hôn 8 mắc cấp độ và Tha Hôn 9 mắc cấp độ. Vâng, trước mắt chúng ta hãy cùng xem nó clear ở Tha Hôn 8 trước với trận đánh này. Đây các bạn, đây là người chơi City Hunter, clan bên NHL bên City Hunter. Thì trong trận thi đấu này, vâng, thả Giant vào là thăm dò trước nha. Valkyrie là bạn ấy để làm cái sự kiện thôi. Nhưng mà còn clear thì bằng PK Wizard với cả là Golem anh em ạ. Từ từ chúng ta cùng khám phá nha. Căng đấy, cực kỳ căng cò luôn. Bạn ấy chủ yếu đánh bằng combo này, cái combo kia để làm sự kiện thôi. Valkyrie hồi chiều vẫn có sự kiện mà. Anh em mà có nhu cầu muốn xem một vé vàng gì ưu đãi cứ liên hệ ngay fanpage Akari Gaming nha. Úi trời ơi, Golem kìa. Vãi đạn bạn ơi. Vâng, hồi máu khu vực trung tâm. Cái nhà này nó có kiểu là đang nâng cái mô tả thực ra cũng chưa mắc Tha Hôn 8 lắm đâu. Nhưng mà clear được ngon là mình cứ review thôi. Anh em nào ở Tha Hôn 8 thoải mái có combo mà chơi nha, các bạn cứ hỏi mình, bây giờ mình có luôn nha. Hôm trước mình thì làm về Valkyrie rồi, nhưng hôm nay bạn ấy chơi bằng Party Wizards. Anh em có thể trải nghiệm và tận hưởng những cái ngày tháng cuối cùng cho Party Wizards ở trong năm nay đi. Chứ còn chưa biết bao giờ nó quay lại, không biết sang năm quay lại hay không, chúng ta cũng chưa biết nữa. Như vậy và không sử dụng lính hồi thành trong tơn đánh này. Ngon. uy tín. Và tiếp tục đến với một tơn nữa đi. Để mình xem nha. Đây, đầu hồi 26 cúp này. Nhà này ngon này. Đây, combo bạn ấy sử dụng anh em lưu ý nha. 2 Golem này, 2 PK, 16 và Tivizas. Còn đánh với cả Giant nữa. Đây, bạn này là Max Tha Hôn 8 và đang nâng tiếp lên này. Nâng nhà chính lên này các bạn này. Và kiểu này để xem pha này sẽ như thế nào nha. Và bạn ấy không sử dụng kinh. Được, chơi bời đấy. Đánh không sử dụng kinh trong trường hợp này. Và để xem bạn ấy có sử dụng lính hội thành hay không. Như vậy là một pha đầu tư Giant vào, xem có hội thành là lính gì. Thì để thanh niên bắt đầu phân tích rồi. Như vậy là kéo Golem vào hai hướng hai bên. Nhớ anh em phải nhớ là mang ôm bom và thả cho nó cẩn thận để cho nó thông tường vào nhà. Đây là một điều rất quan trọng, bởi vì nếu mà con lầm nó mắc kẹt khu vực phía ngoài thì nó căng lắm. Tơn này đã được đập lô luôn một mình cuồng nộ và thông tiếp. Vâng, tranh thủ cơ hội thêm được lớp tường nào hay lớp tường đó. Vâng, thanh niên rất là uy tín và tiếp tục là hồi máu khu vực trung tâm. Mô tả vâng cứng phết. Nguy hiểm anh em ạ, ca này nguy hiểm vãi đạn đấy chứ. Rồi, đập luôn cái nộ cho PK nó đục tường ở đây. Và có lẽ bạn ấy cũng không sử dụng hội thành trong tơn này nữa. Được, được, được. Chất lượng đấy bạn ơi. Để xem pha này nữa nào. Ui giời ơi. Phải nói là cái bộ ba bộ ba này rất là mắc binh anh em ạ. Vâng, một ông thì đỡ đòn, một ông thì chém và một ông thì trường. Tranh thủ cơ hội là vãi đạn luôn.
Cái này thì có thể là cái tháp bom đang nâng một chút xíu thôi. Nhưng mà nếu mà kể cả nó còn PK ở đây nó vẫn còn thoải mái máu mà, không ăn thua xin nhê mà lắm đâu. Mà chưa kể là bên này bạn ấy vẫn còn sử dụng lĩnh hội thành được. Thoải mái uy tín với một combo tha hồn 8 cực kỳ khỏe anh em nha. Bây giờ chúng ta cùng đến tiếp với trận thi đấu cờ liêm mắc ngày chính tha hồn 9 không sử dụng lĩnh hội thành với cả tướng cả. Vâng, thật không thể tin nổi anh em ạ. Vâng, để review cho anh em xem phát này đúng là đau đầu luôn này. Rồi, combo ngon anh em đừng tiếc gì lượt like, share, chia sẻ kênh nha. Akari Gaming ủng hộ mình nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng chứng kiến một trận thi đấu mà anh em có thể là không thể tưởng tượng được. Đây, cho các bạn xem nha. King Queen là 30, ok. Tường là mắc sạch, công trình phòng thủ mắc sạch. Đây, vâng, mình phải để lại dừng lại cho anh em ngắm. Không anh em lại bảo có vấn đề gì đây. Và lưu ý nha, trận thi đấu này bạn ấy bị rớt mạng và còn không cả thả lính hội thành. Ok, chấp luôn lính hội thành, uy tín, cam kết 3 sao. Hãy cùng đón xem trong trận thi đấu này của thành niên Hoàng Trần. Thật không thể tin nổi chứ. Hai golem hai bên các bạn này, PK vào này. Rồi, và như vậy là dồn vào phía X-Bow. Vâng, thanh niên cũng tỉnh đòn phết. Vâng, đúng là ảo. Vâng, mẫu bay tha hồn 9 mà bây giờ còn chống nó không nổi tha hồn 8. Đúng xì đà vãi đạn luôn đi chứ. Và đầu tư Giant với cả là PK cũng như là Patigas trong trường hợp này, và đập luôn cái nộ để phá tường công thành tốt. Vâng, vẫn sắm thêm hai con ô bom nữa để nổ cho nó chất lượng. Và các bạn có thể thấy là thời điểm này, với ôi, X-Bow nằm rồi, đục thông thẳng lỗ vào tường nữa, tiếp tục là rải thêm quân. Còn anh em xem mà không thể tin được đâu, thật không thể tin được chứ. Đập luôn cái nội trong trường hợp này nữa để nó quẩy chất chơi hơn. Và như vậy là rất nhiều công trình phòng thủ quan trọng nhất đã nằm xuống. Vâng, phá được bom đến từ Golem rồi. Vẫn còn một Wizard ở bên đây này, tranh thủ cơ hội là trưởng luôn anh em này. Đấy, khi mà những cái cây súng này nó tập trung vào lực lượng ở bên kia, Dương Đông kích Tây là có thật đấy. Điệu hổ Lý Sơn mà giả vờ tấn công mặt bên kia nhưng mà bọn móc lốp ở khu vực phía sau. Vâng, trong thời điểm này vẫn thả thêm ít cung nữa. Và các bạn có thể thấy là lính hội thành có thả đâu. Vâng, chấp luôn cả động, chấp luôn cả băng trong trường hợp này, bởi vì lúc này là rớt mạng rồi. Uy tín thật chứ. Vâng, chơi luôn nhà chính mắc tha hồn 9. Vãi cả trưởng ạ. Tha hồn 9 nó có X-Bow mà, chứ nó có mềm đâu. Ôi, bây giờ thì anh em đã tin chưa? Vâng, tha hồn 8 chấp lính hội thành, chấp luôn spell clear nát nhà tha hồn 9 mắc cấp độ. Ôi bạn ơi, vâng, bây giờ rồng vào. Vâng, rớt mạng quay ra quay vào thả được em rồng. Chứ quả này không cần rồng cũng lia mà, bởi vì là nó ăn xong cái E rồi thì PK cứ vậy là ủi thôi. Một hit nằm. Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi. Chấp spell nha. Vâng, đánh là quá khét rồi, chấp tướng và chấp spell. Ui, kinh hồn. Nên là đừng có tiếc gì lượt like, share, chia sẻ anh em nha. Và bạn nào tha hồn 8 vâng, áp dụng ngay combo này đi trước khi party wizard nó bay màu nha. Còn có mấy ngày nữa thôi anh em ạ. Và đặc biệt là các bạn có nhu cầu về vé vàng này, thông tin về mùa giải vé vàng mùa giải mới sẽ có mặt. Sẽ có mặt vào đâu thì anh em theo dõi tiếp ở trên kênh của mình là biết nha. Ok, và các bạn ơi, những cái gói ưu đãi này thì nhanh tay liên hệ Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết, cực kỳ ngon nghè luôn anh em ơi. Ok luôn, vâng, đến với nhà tha hồn 9 cứng này các bạn này. Ui dồi ôi, X-Bow, X-Biếc các kiểu càng cò quá. Tường này cứng, công nhận là tường tha hồn 8. Ôm bom công mà cũng phê lòi mồm ra ai chứ. X-Bow quả này nó dã nhất người luôn. Bay này khoai phết, em Queen này có đồ chơi ở đây. Và tha hồn 8 mà ăn được tha hồn 9 mà hai nháy là ok, ngon đấy các bạn nha. Còn clear tha hồn 8 với nhau là chuyện bình thường rồi. Và trong mẫu bay này thì với cái combo này thì đã áp sát và chơi luôn được khu vực nhà chính rồi đó các bạn.
đập luôn cuồng nộ. Trận này bạn ấy chơi thuốc sức mạnh để lấy thêm độ căng cò cho King. Úi xồi. Lúc này cái mẫu bay mà nó bốn cạnh như thế này công nhận là khá là khoai nhà chính tao 9 nếu mà không sử dụng combo đi queen. Tức là nếu anh em mà đánh queen đi super queen Lavaloon thì nó có thể là cắt góc dễ. Nhưng đối với combo mà không có tính linh động nhiều như là đơn vị PK với cái này thì nó khó lắm. Nó khó lìa lắm bởi vì bay này nó không thông. Nó từng chia từng ô đây các bạn có thể thấy này. Chia thành từng bốn các block khác nhau ở đây. Nên là mắc tường như thế này sẽ rất là khoai và rất khó. Chưa kể thanh niên này có lẽ là còn tiết kiệm luôn cả lính hội thành. Và không thả ra để mà chơi nhà này nhiều bonus thế này cơ mà. Nên như vậy là vâng cất dành về đi chiến đấu tiếp. À vâng thả đồng ở khu vực nhà chính. Ô dân chơi bạn ơi. Ôi bạn ơi. Tiếp tục sẽ như thế nào đây? Vâng cất dành hội thành về thật. Về tiết kiệm còn tí còn làm thêm trận nữa. Ừ được. Chơi bời đấy. Vâng thanh niên tiết kiệm là quốc sách. Nhưng mà đi tán gái như thế này là chết dở đấy nha. Vâng cứ có gái là anh cứ phải đập đồ cho tưng bừng vào tét tét vào. Vâng mượn tiền đi chơi cũng được. Ok làm thêm bay nữa đi nào. Úi xồi ôi. Cứng defense cứng. Xbo cứng. Dân chơi bạn ơi. Như nào đây. Ý. Ý trời ơi. Ghê quá. Và thanh niên kinh cũng đang quẩy tưng bừng khói lửa ở đây. Và cái combo này tấn công vào mẫu bay than tổ ong. Một mẫu bay rất là quen thuộc ở những người chơi tha hồn 9 đấy các bạn. Được thả đồng dược để tiêu diệt thanh niên kinh 12 ở bên phía clan Trung Quốc rồi. Ngon luôn. Và thanh niên này tiết kiệm hội thành. Khổ. Clan chả lẽ lại thiếu thốn thế hả em dài ơi. Ok đây là một combo tha hồn 8 đảm bảo lia nhà chính tha hồn 9 bằng cấp độ cho anh em nha. Cái đấy các bạn xem video là anh em thấy rõ rồi mà. Đây các bạn lưu ý nha, 2 PK, 2 6 ôm bom, 2 golem, 2 giant và 16 party quizas. Thêm những em cung lẻ tẻ thôi. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video hấp dẫn tới. Và anh em mà có những combo ảo ảo như thế này nữa thì cứ liên hệ mình nha. Vé vàng hay là gói gem hay là gói ưu đãi gì thì cứ nhanh tay liên hệ Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn ơi. Bye bye anh em.